con cha mà sợ hết. Những ngày này, các lò gốm ở thị xã Thuận An, Thuận Uyên, Bình Dương tất bật làm gà để phục vụ thị trường Tết Đinh Dậu. Tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, ngoài những sản phẩm chủ lực là heo đất, nhiều lò gốm tại đây năm nay sản xuất gà vàng nhằm đáp ứng nhu cầu thị yếu tiêu dùng của Tết Đinh Dậu. Ông Nguyễn Văn Hậu cho biết, sản phẩm gà vàng đang rất khan hiếm do chỉ làm theo đơn đặt hàng. So với heo đất, gà vàng làm khó hơn nên giá bán sản phẩm vì thế cũng cao hơn. Ông Hậu nói thêm, những người thợ ở xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên tất bật đổ khuôn cho heo đất, gà vàng. Ông Nguyễn Văn Mối, thợ làm heo đất cho biết vài năm nay các cơ sở gốm ở phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An chuyên mua lại các sản phẩm đã được nung ở thị xã Tân Uyên để gia công, trang trí và vân rồi bán lại cho các thương lái. Theo các cơ sở làm gốm tại Lái Thiêu, sản phẩm gà vàng, heo đất chủ yếu phục vụ thị trường các tỉnh phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, và những sản phẩm gà vàng năm nay được người dân tiêu dùng và rất ưa chuộng